Đầu tiên để nhập dữ liệu vào nhập dữ liệu view vào hệ thống thì anh chị sẽ sử dụng cho em phần mềm là Mackay. Anh chị mở phần mềm Mackay ra và anh chị chọn vào là nhập tài khoản. Rồi, ở đây sẽ có một giao diện thế này. Thì anh chị sẽ quay lại mở cái folder mà chứa thông tin nick Facebook của mình. Đây, em đang chuẩn bị sẵn là 10 nick Facebook để mình làm ví dụ. Mình sẽ copy tất cả những dữ liệu này và đưa vào phần mềm Mackay. Ở đây là sẽ mình nhập dữ liệu vào. Mình sẽ thêm một cái thư mục để mình dễ quản lý. Ở đây em ví dụ là via demo. Ngày hôm nay là 26/08. Thì em để như vậy, còn tên như thế nào thì anh chị có thể để theo dễ nhất, anh chị có thể quản lý được cái nick Facebook của mình, nó không quan trọng. Rồi, phần định dạng dữ liệu anh chị chọn cho em là Other. Sau khi chọn Other xong, anh chị bấm là Reset định dạng. Rồi, như vậy nó trả về là không có thông tin. Bây giờ mình nhìn vào cái định dạng của mỗi người, của mỗi nick của mỗi người thì mình sẽ chọn, ví dụ định dạng của em ở đây là UID, Pass 2FA, Email và Admail. Đây là định dạng của em. Sau khi mọi người xong định dạng này thì mọi người sẽ bấm lưu định dạng và bấm thêm. Rồi, như vậy mọi người đã thêm thành công. Ở bước này mọi người đã nhập thành công các trường dữ liệu của nick Facebook vào. Ở bước thứ hai mình sẽ bắt đầu nhập proxy vào cho các định dạng. Thì mình lại đã có một file proxy đã cung cấp sẵn cho bên cung cấp thì mình sẽ copy vào. Ở đây em đã chuẩn bị sẵn là proxy để demo. Rồi, sau khi mình đã chuẩn bị xong proxy thì mình sẽ quay lại màn hình của Mackay. Mình sẽ chuột phải, bấm vào chọn chọn tất cả. Chuột phải lại một lần thứ hai, bấm là nhập proxy. Sau đó mọi người dán proxy vào đây và bấm là xác nhận. Rồi, như vậy proxy của mọi người đã có xuất hiện ở đây. Trong trường hợp mọi người không thấy cái thanh thể hiện thông tin này thì mọi người sẽ nhấp vào cấu hình hiển thị và chọn đến mục proxy và mọi người tích vào, hoặc là các cái mục ở đây mình sẽ chọn là email, tên, giới tính, mật khẩu, mail khôi phục, các thông trường dữ liệu mà mọi người mong muốn để hiển thị và theo dõi thì mọi người tích vào, sau đó mọi người bấm lưu. Thì như vậy nó sẽ hiện lên một cái trường thông báo như thế này. Đến bước này là mọi người đã xong cái việc là đây, mọi người đã nhập proxy vào hệ thống là mọi người đã xong đến bước thứ hai. Bước thứ ba, mọi người sẽ vào là cài đặt cho việc login lần đầu. Thì để việc login lần đầu này thì mọi người sẽ quay lại phần mềm Backbone Farm. Hai hệ thống Backbone Farm và Mackay nó đã tự động liên kết với nhau. Rồi, ở đây thì nó chưa chưa được link này. Thì mình sẽ sửa cái link này đi. Kiểm tra cái link này. Mọi người muốn link cho hai cái hệ thống Backbone Farm và Mackay nó liên kết với nhau, mọi người sẽ vào Mackay, chuột phải, chọn là Property. Như vậy mọi người sẽ thấy được là cái thư mục chứa Mackay của mình là ở thư mục ổ e phần mềm tổng hợp Mac Phone Farm, tổng hợp Box Phone Farm Final Mackay. Thì mình sẽ quay lại cái máy của mình. Ở đây là mình có ổ e phần mềm tổng hợp Mac Phone Farm, tổng hợp Mac Phone Farm Final Mackay. Rồi, mình sẽ vào đến được cái folder chứa các cái dữ liệu của Mackay và mình chọn là cái biểu tượng folder màu vàng này và mình bấm là copy. Sau đó mình quay lại phần mềm Backbone Farm, mình dán cái trường dữ liệu vào. Thì như vậy cái hệ thống của Backbone Farm nó sẽ tự động đồng bộ với Mackay. Rồi, sau đó mình tắt đi và mở lên lại.
Rồi, mình sẽ vào đây kiểm tra lại cái folder của mình đã có chưa. Đây, chính là via demo 20 ngày 26/08 lúc nãy mình vừa tạo ở phần mềm. Bây giờ mình đã có trường dữ liệu ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái cấu hình chung để kiểm tra lại các bước cài đặt. Đầu tiên là mình là dữ liệu cột, bấm QADB. Mục chọn device này, mọi người sẽ chọn tất cả, bấm lưu. Rồi, không bỏ chọn không trên device. Ở đây mình sử dụng proxy nên mình sẽ là sử dụng proxy. Và mình sẽ bấm là không check IP trước khi chạy, sau đó mọi người bấm lưu. Bước thứ hai, mọi người sẽ vào cấu hình tương tác, mọi người chọn là lần đầu log, mọi người log cho mình là bằng email và password. Vì sao mình phải log email và password? Vì mỗi nick Facebook này nó được tạo bởi một email, thì trong nhiều trường hợp email này nó đã bị mất kết nối với UID, nên mình sẽ log lần đầu tiên bằng email và password để mình double check lại, mình kiểm tra lại là email này nó còn kết nối với UID, nên lần đầu mình sẽ chạy là email và password. Mình sẽ chọn là tự động lấy cookie và không chọn thêm các mục khác. Ở mục kịch bản mình sẽ chọn là quản lý kịch bản và tạo ra một kịch bản login. Thì để tạo ra một kịch bản login, mọi người sẽ bấm là chuột phải, thêm kịch bản, bấm là login. Ở mục tên hành động thì mọi người sẽ là bỏ trống. Rồi, ở đây mọi người bấm là lưu. Mọi người sang là chọn kịch bản, mọi người chọn là kịch bản vừa mới tạo và bấm là lưu. Rồi, như vậy mọi người đã xong được cái phần setup của Bách Phong Phạm. Mọi người quay lại phần mềm mắc khe và mọi người sẽ setup tương tự ở phần cấu hình chung. Thì mọi người sẽ chọn là proxy. Ở đây là mọi người để 5 luôn. Bấm là không check IP trước khi chạy, mọi người bấm là lưu. Rồi, ở phần cấu hình tương tác, mọi người chọn bỏ chọn, chỉ có chọn tự động lấy cookie. Phần cấu hình nâng cao, tương tự mọi người cũng chọn là email và password. Phần trang đăng nhập mọi người chọn là m.facebook. Rồi, ở phần chọn kịch bản thì mọi người sẽ chọn là kịch bản, tạo ra một kịch bản mới, đó là kịch bản login và ngôn ngữ. Mọi người sẽ chọn một cái bản login và ngôn ngữ. Rồi, mình sẽ có một cái bản login và ngôn ngữ ở phần phía bên phải của màn hình. Mọi người sẽ bấm chuột phải, bấm vào thêm hành động. Ở đây mọi người sẽ chọn vào tính năng là đổi ngôn ngữ. Ở đây mình sẽ đổi là tiếng Anh Mỹ. Mình kiểm tra lại nè, tiếng Anh Mỹ. Bấm là thêm. Rồi, như vậy mình đã xong phần kịch bản. Sau đó, mọi người sẽ chọn là kịch bản là login và ngôn ngữ. Bấm là lưu. Rồi, như vậy mọi người đã xong cái phần cấu hình tương tác. Rồi, vì sao mình phải chọn là ngôn ngữ lại? Tại vì cái hệ thống phần mềm Mackay và Bách Phôn Pham được các được người lập trình họ viết trên cái nền tảng Facebook ngôn ngữ tiếng Anh Mỹ, nên mình phải chọn là tất cả các nick của mình về trạng thái là Anh Mỹ. Để như vậy các nick của mình nó có thể sử dụng truy cập được các cái tính năng của hệ thống một cách dễ dàng và tránh những cái sai sót về sai lệch của ngôn ngữ hoặc là sai lệch về giao diện của Facebook. Thì như vậy ngay từ ban đầu mình đã set luôn là ngôn ngữ là Anh Mỹ, thì giúp cho cái hệ thống của mình nó sẽ truy cập vào dễ dàng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành các bước kiểm tra. Đầu tiên là mình sẽ check proxy, check word, check mail và hai cái phần check phone và check internet. Đây mình sẽ check ở bên phần mềm Bách Phôn Pham. Mình quay lại phần mềm là Mackay. Đầu tiên mình sẽ là chọn tất cả và chuột phải mình chọn là kiểm tra tài khoản. Đầu tiên là mình check word. Rồi, những trạng thái word like như vậy là mình biết những cái nick Facebook này là nó còn tồn tại. Thứ hai là mình kiểm tra check proxy để xem kết nối nó có ổn định hay không. Rồi, proxy nó đã ổn định, proxy live. Trường hợp thứ ba mình kiểm tra luôn là check mail và pass mail nó có còn truy cập được hay không. Đây, trường hợp này nó sẽ xảy ra trường hợp là mail die. Vậy trường hợp mail die như thế này thì mình cần phải liên hệ lại với bên cung cấp nick Facebook để họ có thể là có hướng xử lý cho mình trước khi mà mình chạy login.
Rồi, sau khi mình đã kiểm tra xong ở phần mềm MacCare thì mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa ở bên phần mềm Backbone Farm. Ở bên phần mềm Backbone Farm mọi người sẽ vào là quản lý phone. Rồi, mọi người bấm là Load Device. Đầu tiên mọi người sẽ kiểm tra kết nối phone, box phone và máy tính nó có kết nối được chưa, thì mình sẽ bấm vào là Info Device. Rồi, sau khi mình chọn được kiểm tra được cái kết nối của phone với máy tính thì nó sẽ báo được là tình trạng là trên được device. Và như thế này là mình đã biết được là các phone của mình đã được kết nối với máy tính. Và bước thứ hai, mình cần phải kiểm tra là kết nối Internet. Thì mình sẽ chọn là chức năng Wi-Fi và bấm vào kết nối Internet. Ở đây thì mọi người sẽ nhập Wi-Fi và path theo cái cú pháp là tên Wi-Fi, xoẹt đứng và path. Sau đó mọi người bấm là xác nhận. Rồi, như vậy hệ thống đã nhập cái tên Wi-Fi và path vào cho mọi người. Nhưng mà đây là chỉ là nhập, thì dù mình nhập như thế nào đúng cú pháp thì nó sẽ vào. Mình cần phải kiểm tra lại là cái tên và mật khẩu Wi-Fi của mình là chính xác. Thì mình sẽ chọn là chức năng, chọn vào khác và chọn vào là check IP bằng browser. Rồi, khi mà chọn check thì mình sẽ quay lại cái hệ thống phần mềm Live C để mình xem là phone của mình nó đã kết nối được với Internet hay chưa. Khi mà phone của mình nó kết nối được Internet thì màn hình nó sẽ trả về theo cái dạng hover này. Ở đây thì nó sẽ cung cấp đầy đủ thông tin của mình là mạng gì và IP của mình như thế nào, thì nó sẽ cung cấp ở đây. Và như vậy là xác nhận được là phone của mình đã hoàn thành cái việc là kết nối với Internet. Như vậy mình đã xong tất cả các bước kiểm tra. Và bây giờ mình sẽ sang là cài login ở Mac phone. Thì để cài login ở Mac phone thì ở đây là Backbone Farm, thì mình sẽ vào là cấu hình tương tác và quản lý kịch bản và tạo ra một kịch bản login như thế này. Kịch bản này thì mình có thể để trống. Rồi mình sẽ chọn là kịch bản login. Bấm là lưu. Rồi mình sẽ quay về là những cái nick demo của mình. Rồi mình sẽ chọn tất cả và bấm là chạy tương tác. Mình bấm lưu. Hệ thống nó sẽ login vào tất cả các cái nick của mình. Và cái mục đích của login này thì mình sẽ lấy được cái device info này. Khi mà mình lấy được device info thì coi như là cái việc quá trình login via vào cái hệ thống của mình là đã thành công. Và mình sẽ tiến hành là ngâm nick của mình trong vòng 24 giờ.